Chào cô và các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về bài trực khuẩn lao. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ lược về bệnh lao. Vi khuẩn lao được Robert Koch phân lập năm 1882, được gọi tắt là BK. Vi khuẩn này gây bệnh lao ở người cho tới nửa đầu thế kỷ 20 vẫn chưa có thuốc điều trị. Lần đầu tiên Streptomycin được đưa vào sử dụng năm 1946 và Rimifon được đưa vào sử dụng năm 1952 đã được làm giảm tỷ lệ bệnh lao, nhưng hiện nay tỷ lệ nhiễm lao lại bắt đầu tăng lên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vi khuẩn lao hiện gây nhiễm cho 1/3 dân số thế giới. Mỗi năm có thêm 8 đến 9 triệu ca nhiễm mới và 3 triệu người chết vì lao. Đặc biệt, HIV/AIDS được gây suy giảm bệnh miễn dịch đã làm thuận lợi cho bệnh lao phát triển. Bệnh lao tiếp xúc trở thành vấn đề khỏe chính trên toàn cầu. Thông điệp của WHO xác nhận bệnh lao đang quay trở lại và trở nên tồi tệ hơn, với đặc trưng là lao kháng đa số thuốc. Số ca nhiễm mới trên năm tăng nhanh ở các nước đang phát triển, đặc biệt cao ở các đối tượng nhiễm HIV. Việt Nam hiện đang đứng thứ 12 trong tổng số 22 quốc gia có tỷ lệ nhiễm lao cao nhất thế giới, đứng thứ ba khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Theo chúng ta được biết, lao là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới. Vào năm 2017 tại Việt Nam đã có 12.000 người tử vong vì bệnh lao, trong đó có 840 người nhiễm HIV. Vì vậy, lao là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với các người nhiễm HIV và là nguyên nhân chính gây ra các ca tử vong liên quan đến kháng sinh. Vậy thì chúng ta phải phòng ngừa bệnh lao trước khi chữa bệnh lao, vì lao là một trong ba bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao nhất thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới lại có thêm 8,6 triệu người nhiễm bệnh lao và 1,3 triệu người chết vì bệnh lao. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn lao là, ta đi vào phần thứ nhất, đó là chính là hình thể. Vi khuẩn lao là trực khuẩn thanh mảnh, hơi cong, kích thước khoảng 0,4 nhân 3 đến 5 mm. Chúng không có vỏ, không có lông và không có nha bào. Trong bệnh trực khuẩn lao, đứng thành đám nhỏ, xếp thành hình chữ N, V, I hoặc đứng riêng lẻ. Nhuộm zionisen, vi khuẩn lao bắt màu đỏ. Vi khuẩn lao không nhuộm được bằng phương pháp thông thường. Đây là hình Hãy của một số trực khuẩn lao. Đây là hình ảnh của một số trực khuẩn lao sau khi được nhuộm. Chúng ta đến với cấu trúc của thành tế bào. Thành tế bào vi khuẩn lao chỉ chứa một số lượng nhỏ peptide glycan, nhưng chứa nhiều lipid tạo nên tính kháng cồn và axit. Các glycolipid bao gồm axit glycolic, phức hợp arabinogactan lipid và lipoarabinomannan axit mycolic, được gọi là chất sáp, chiếm tới 60% trong cấu trúc thành tế bào. Sau đây là một số hình ảnh của thành tế bào của trực khuẩn lao. Ừ.
Chúng ta đến với phần nuôi cấy. Khuẩn lao thuộc loại vi khuẩn ưa khí. Nhiệt độ thích hợp để phát triển là 37 độ C. Vi khuẩn lao không nuôi được ở môi trường thông thường, phải nuôi ở môi trường đặc biệt, giàu chất dinh dưỡng. Vi khuẩn lao mọc rất chậm, thời gian phân chia khoảng 18 giờ một lần. Trên môi trường Lowenstein Jensen, sau 4 đến 6 tuần, vi khuẩn lao mới hình thành khuẩn khuẩn lạc điển hình, khuẩn lạc dạng R, sần sùi như hoa lơ. Trên môi trường lỏng, vi khuẩn lao mọc thành váng, đám hoặc lắng tặng. Ở đây, sau đây là một số hình ảnh. Đến với sức đề kháng của vi khuẩn lao là chuột khuẩn lao có sức đề kháng cao với điều kiện khô lạnh, khô hanh là các yếu tố lý hóa trong đờm, chúng tồn tại được nhiều tuần. Vi khuẩn lao có tính kháng lại cồn và axit với nồng độ diệt được vi khuẩn khác. Các hóa chất dùng để diệt vi khuẩn lao thường có nồng độ cao và thời gian tiếp xúc lâu. Các dung dịch thường được sử dụng là Crizal 5%, Phenol 5%, Lysol 3%, Formol 3 đến 8%, hấp ướp hoặc luộc với sôi ở nhiệt độ 100 độ C trên 5 phút. Vậy thì chúng ta sẽ đến với phần kháng nguyên và phân loại. Kháng nguyên của vi khuẩn lao rất phức tạp, vẫn chưa hiểu biết rõ ràng, có thể xếp thành 3 nhóm sau. Kháng nguyên lipid gồm axit mycolic ở vách tế bào, kháng nguyên protein gây hiện tượng quá mẫn trong phản ứng tuberculin, kháng nguyên polysaccharide. Về phân loại thuộc chi giống Mycobacterium, họ Mycobacterias, được gọi là trực khuẩn kháng cồn, kháng axit. Tính kháng cồn, kháng axit thể hiện ở hai điểm: không bị diệt bởi axit và nồng độ cồn và nồng độ diệt được vi khuẩn khác. Không bị axit cồn tẩy màu trong quá trình nhuộm màu. Mycobacterium gây bệnh lao còn được gọi là Mycobacterium điển hình hoặc Mycobacterium complex. Chúng bao gồm 3 loại vi khuẩn gây bệnh lao ở người: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum. Gần đây xác định thêm Mycorrhizium microti, các loài còn lại không gây bệnh. Chúng ta đến với khả năng gây bệnh. Phần thứ nhất là độc lực. Trực khuẩn lao không có ngoại độc tố và nội độc tố. Độc lực của trực khuẩn lao chủ yếu liên quan đến thành phần lipid ở vách tế bào. Vi khuẩn lao có thể sống sót trong đại thực bào và sau khi bị thực bào. Vi khuẩn lao phát triển trong đại thực bào, phá vỡ tế bào và xâm nhập đại thực bào khác. Đến với đường lây truyền, bệnh lao lây chủ yếu qua đường hô hấp. Người bị bệnh lao do hít phải những giọt đờm có chứa vi khuẩn lao. Từ bệnh nhân lao ho, hắt hơi vào không khí. Đôi khi đường lây khác có thể là đường tiêu hóa khi uống sữa bò bị bệnh do Mycobovis. Các đường lây truyền của bệnh lao là qua tiếp xúc hoặc là qua giọt bắn.
cũng có thể là qua không khí trong trường hợp có thủ thuật làm tạo khí dung. Cơ chế gây bệnh là gồm các yếu tố mẫn cảm, lây nhiễm, môi trường và phơi nhiễm. Về phần mô tả của mẫn cảm, có tính nhạy cảm của cá nhân bị phơi nhiễm. Mô tả của lây nhiễm là khả năng lây nhiễm của con người mắc bệnh lao phụ thuộc vào số lượng trực khuẩn lao người đó phát tán vào không khí. Những người phát tán nhiều trực khuẩn lao để truyền bệnh hơn những người phát tán ít trực khuẩn lao vào không khí. Mô tả môi trường, điều kiện môi trường ảnh hưởng đến mật độ trực khuẩn lao có trong không khí. Mô tả về phơi nhiễm là mức độ gần gũi, tần suất và thời gian phơi nhiễm. Chẩn đoán xét nghiệm. Chúng ta đến với phần đầu tiên, đó là bệnh phẩm. Gồm đờm, dịch màng phổi, dịch dạ dày, nước tiểu, dịch não tủy và các bệnh phẩm nghi ngờ khác. Các phương pháp chẩn đoán gồm thuốc nhuộm gel và Nesen là cách chẩn đoán nhanh nhất, duy nhất trước đây, nhưng một số lượng vi khuẩn trong đờm phải lớn hơn hoặc bằng 104 AFP trên ml mới phát hiện được và không thể phân biệt Mycobacterium tuberculosis và các Mycobacterium khác. Nuôi cấy trên môi trường đặc dương tính Mycobacterium tuberculosis là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán lao. Tuy nhiên, phương pháp này khó khăn là vi khuẩn lao mọc rất chậm. Hệ thống môi trường lỏng được cải tiến như MGIT. Đến với các phương pháp miễn dịch, gồm có phản ứng tuberculin. Đây là phản ứng dùng một lượng nhỏ chất tuberculin tiêm trong da để đánh giá miễn dịch lao. Bản chất của phản ứng này là một đáp ứng quá mẫn muộn ở người đã nhiễm lao, có một phản ứng viêm tại chỗ tiêm phát triển dần tạo thành cục đỏ cứng sau thời gian 48 đến 72 giờ. Nếu tại nơi tiêm xuất hiện một cục đỏ cứng đường kính 10 mm trở lên là dương tính. Ý nghĩa test tuberculin dương tính trong các trường hợp đang nhiễm lao, bị bệnh lao hoặc đã khỏi bệnh lao, nhiễm Mycobacterium khác sau khi tiêm vaccine lao, test âm tính ở những người chưa bị bao giờ nhiễm lao. Tuy nhiên, có thể âm tính giả ở người suy giảm miễn dịch, suy dinh dưỡng, sởi, AIDS hoặc đang mắc bệnh lao nặng. Kháng thể kháng lao. Phát hiện kháng thể với vi khuẩn lao trong huyết thanh bệnh nhân và các dịch cơ thể khác, độ nhạy và đặc hiệu không cao. Đến với phần sinh học phân tử trong chẩn đoán lao, phát hiện nhanh Mycobacterium tuberculosis complex trong các bệnh phẩm lâm sàng đối với độ nhạy và đặc hiệu cao từ 5 đến 6 giờ. Chẩn đoán xác định đến loài trong Mycobacterium có thể phát hiện cả vi khuẩn lao kháng thuốc. Kỹ thuật sinh học phân tử được sử dụng rộng rãi nhất trong chẩn đoán lao là PCR. Nguyên tắc phòng chống và điều trị. Phần đầu tiên đó là phòng bệnh. Phòng không đặc hiệu là vệ sinh môi trường
và phát hiện bệnh nhân ho khạc ra vi khuẩn, đờm soi trực tiếp và điều trị biện pháp phòng bệnh có hiệu quả. Sự lây nhiễm sẽ giảm đi nhiều sau 2 đến 3 tuần điều trị. Cần phải tăng cường phát hiện lao ở người bị HIV. Phòng đặc hiệu gồm vaccine BCG, vị trí trong da tiêm trên cơ delta cánh tay T, cánh tay trái. Hiện nay, thế giới đang nghiên cứu thế hệ vaccine phòng lao mới, vaccine tái tổ hợp, vaccine peptide tổng hợp, vaccine DNA, nghiên cứu gen động lực, gen độc lực của vi khuẩn lao để sản xuất vaccine. Vì lao là một bệnh chuyên lây qua đường hô hấp nên chúng ta phải ngăn chặn bệnh lao lây qua đường hô hấp gồm những bước như là che miệng khi chúng ta đang ho hoặc là rửa tay ngay sau khi tiếp xúc với người bị bệnh lao. Chúng ta đến với phần điều trị. Lao là một bệnh có thể chữa khỏi nếu điều trị thuốc kháng sinh thích hợp, đúng phác đồ. Nguyên tắc điều trị lao là phải phối hợp thuốc đúng liều, công hiệu và đúng thời gian để tránh vi khuẩn lao đột biến kháng thuốc. Cần phối hợp các loại thuốc kháng sinh chống lao có tác dụng đủ liều lượng. Thời gian đầu 4 loại thuốc, thời gian tiếp theo gồm 2 đến 3 loại. Thời gian điều trị kéo dài từ 8 đến 9 tháng vì vi khuẩn lao phát triển chậm. Các kháng sinh chống lao thường dùng là Rimifol, Rifampicin, Pyrazinamide, Streptomycin, Ethambutol, Ethambutol. Điều trị thành công phụ thuộc vào sự phối hợp giữa thầy thuốc, nhân viên y tế và bệnh nhân. Phải giám sát điều trị, đặc biệt trong 2 tháng điều trị đầu tiên, theo chiến lược DOTS. Điều trị không đúng hoặc bệnh nhân dùng thuốc không đúng sẽ dẫn đến các chủng lao kháng thuốc. Điều trị lao kháng thuốc cần phối hợp nhiều loại thuốc hơn và thời gian điều trị dài hơn, tỷ lệ tử vong cao từ 40 đến 60%. Chúng ta cần mở rộng tiếp cận điều trị dự phòng lao. Vào năm 2017 tại Việt Nam chỉ có 31% người nhiễm HIV được điều trị dự phòng lao và chỉ 26% trẻ em dưới 5 tuổi sống cùng nhà với người mắc lao có bằng chứng vi khuẩn lao được nhận điều trị dự phòng lao. WHO khuyến cáo người điều trị dự phòng lao cho người nhiễm HIV và tất cả người tiếp xúc sống cùng nhà với bệnh nhân lao. Chúng ta có ngày phòng chống lao, đó chính là ngày thế giới phòng chống lao, đó chính là ngày 24 tháng 3 năm 2022. Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Phần trình bày của em đến đây là hết.